Nguyên à, em có biết là em đi mà em không một lời từ giã. Làm anh buồn như thế nào không? Giờ hôm nay là anh có vợ rồi nhưng mà lên cơ quan ấy mà nghe tin báo là Nguyệt về quê ăn Tết sớm là rất là buồn, tại vì là Nguyệt chính là liềm cảm hứng của bọn anh. Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã trong anh rất nhiều điều. Em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi.